Nè. Hả? Sao ta ngồi có buổi trời ta thấy nó sao sao á. Đợi, để thấy trong người mình sao? Trời ơi huynh, để thấy trong người khỏe chứ. Khỏe lắm. Vậy hả? Để còn thấy trong người cảm thấy dễ chịu và mát mẻ lắm. Chắc là cơ thể ta nó chưa có hấp thụ được tinh khí của đất trời. Huynh đái đi huynh. Sẽ à. Được, sẽ được à. Nhưng mà đệ ơi, ta công nhận ha, cảnh vật ở đây nó làm cho mình thanh tịnh dễ sợ. Nè, ta nghĩ chắc là có linh khí thiệt đó nghe. Khỏe thiệt luôn á huynh. Ờ, dạ, dạ. Để nói huynh nghe nè, ở đời đúng là có nhiều chuyện tuyệt diệu. Huynh đệ chúng ta có phước cùng hưởng, có quả huynh chịu. Có quả huynh chịu. Không, đệ nhầm. Có quả huynh đệ chúng ta cùng chịu. Đúng cùng rồi. Hưởng phước. Cùng chia. Nhưng mà nè, huynh có biết đệ đã dùng rất nhiều chiêu trò để chiếm đoạt được cái miếng đất này của nhà họ Trần không hả? Bọn chúng chỉ ham lợi trước mắt thôi. Đòi lấy cái căn tiệm bể rạc đó. Trước khi vô vấn đề, ta mới sực nhớ ra một chuyện. Ta nghe nói đệ có lượm được một miếng vàng ở trên mảnh đất này đúng không? Lấy ra cho ta xem thử. Miếng vàng nào huynh? Đệ đừng có giấu ta nghe. Ta biết hết rồi đó. Thằng này nó nói cho ta nghe rồi. Mày à, mày, tao kêu mày là đi nói với công tử Mùi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, mày để cục vàng ở đây nè, huynh coi đi. À, đúng rồi. Mày, dạ. Nhưng mà ngươi nói là cái cục vàng này ngươi lụm trên cái mảnh đất này đúng không? Dạ ở đây. Con ở đây đó huynh. Dạ. Vậy là quá đã rồi. Con lụm cục vàng chính tại chỗ này nè. Cục vàng được lụm ở cái này là cục đá mà. Cái cục vàng đâu? Ủa, ủa cục vàng mà. Dù ta đã nắm tay nhau thật chặt mà vẫn lạc bước trong